Hello mọi người, trong clip này em Thanh sẽ giới thiệu đến mọi người cái cây thước thủy của hãng Stabila. Cây này là thuộc là cái size nhỏ nhất, ngắn nhất trong các cái loại thước thủy của hãng Stabila luôn nha mọi người. Mã hàng của cây này là 19565. Đây mã hàng đây. Thang đo của cây này là 20 cm, tương ứng với 200 mm và là tương ứng với lại 8 inch. Đó. Nó có hai bọc thủy, một bọc đứng và một bọc ngang. Cái khung của cái cây thước thủy này là làm bằng nhôm đúc rất là chắc chắn, rất là dày nha mọi người, đặc biệt là ở hai cái đầu thước nè là chống sóc luôn đó. Hai đầu thước có hai cái miếng chống sóc và nó có cái giác bám ở đây, bên này hai cái giác bám, bên này hai cái giác bám là 4 cái, để khi mà chúng ta tì vào tường cái mặt sẵn hoặc là cái tường để chúng ta đo thì nó sẽ dính rất là chặt. Ở đây có thêm các cái thông số là độ chính xác chiều thuận và độ chính xác chiều nghịch. Cái này là độ chính xác chiều thuận này là 0,5 mm/m, độ chính xác chiều nghịch là 0,75 mm/m. Cái này nó thuộc type gì đây? Thường nó sẽ có type đây, type là 80AS. Mọi người muốn xem cái thông tin chi tiết hơn hoặc là tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của cái cây thước thủy này thì mọi người có thể vào website của hãng là www.stabila.com nè ha. Trên đây có khắc là tên hãng Stabila và dòng Made in Germany luôn. Mọi người nhìn thấy cái gân nó có cái gân cường lực nè, rất là chắc chắn. Để nghiêng như thế này sẽ dễ nhìn thấy hơn nè. Giá tham khảo em có để ở dưới cái đường link ở ngay dưới cái video này ha. Để em đo cái thiết diện của cái thước này cho mọi người xem. Bề rộng đi. Bề rộng là 50. Bề dày là 23 mm nha mọi người. 50 mm và dày là 23 mm. Nó cũng khá là nhẹ, nó làm bằng nhôm cho nên nó nhẹ. Đó, anh chị nào cần mua cái thước này thì gọi cho em nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.